có 6 lớp dao. Bên này 3 lớp, bên này 3 lớp mình cho vào. Đúng cái đường vẹn á. 1 nè. Ba nè. Đúng đúng cái vạch nha, thấy không? Bước 4 là không có lấy dao ra mà lùi dao xuống. Đây là bước 1. Nhìn kỹ ha. Cái bước 2 nè, ở đây là ngay giữa trung tâm, còn cái đít này là ngay góc ha. Đè nhẹ thôi, không cần phải đè mạnh đâu. Đấy, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đấy. Nó chỉ cần ra êm như vậy nè, êm ru vậy nè ha. Rồi, bây giờ mới tới cái kềm âm dương. Đây là cái kềm âm dương của Đức nha, là Gemmy của Đức đàng hoàng này ha. Gemmy của Đức này, hàng này là không có chế độ gì hết á, đúng vào nó. Ở đây là đúng ngay cái gạch từ đây xuống đây là 1/2 ha. Bơm cái vậy nè, hai ngón tay này quan trọng là hai ngón này nè, hai ngón này là quan trọng nhất nè ha, đưa lên nè. Đấy, như vậy kẹp vô đây. Đây, cái búa phải gọ nghiêng vậy nè, chung phải đẩy xuống vậy. Em quay từ hướng này quay vô nè, đúng rồi, nó gọ nghiêng vậy ha. Nhìn nè, nó sẽ ra chữ U rất đẹp vậy nè. Ra chữ U đẹp như vậy nè. Đây, đây là bước 2. Bước 2 là như vậy. Và cái bước 3 nè, đây là mình sử dụng một cái kềm đứt. Bây giờ tới cái kềm đứt thứ hai là kềm vuông nè ha. Mình bóp này vô. Và ở đây mình bóp cho nó mỏng lại xíu. 1 nè, 2 nè, đúng không? Ở cái phần cái kéo này á, là mình cắt đi 1/16 để cho qua khúc nối á, nó qua cho ngọt ha. Đấy, khi cắt ra nó sẽ cắt ra như vậy. Đấy, nó sẽ cắt ra như vậy. Bây giờ phải sửa nè. Đây nè, 1 nè, kềm đứt nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, thì nó sẽ ra như vậy. Đấy, đây là cái bước thứ 3, thứ 2 nè, nhìn nè, quay đây nè. Bước 1, bước 2, nè, bước 1, bước 2, thì cái bước 3 của nó sẽ là như vậy. Hiểu chưa?
Và bây giờ sẽ là bước 3 này. Cái này là cừ 1 mét nha. Cái này cừ chỉ có 1 mét thôi, bây giờ nhìn. Rồi, xin chào em. Sao đi học trễ vậy? Mày về 6 giờ mà phải không? Nghe cho kịp nha, để mà còn làm cho thầy nha. Bước 1, bước 2, bước 3 chứ không có nhiều đâu nha. Nó sẽ ra cái chữ U như vậy ha. Vào đây. Nó sẽ ra như vậy ha. Cắt bỏ đi 1/16. Phía sau nó cũng không có biến dạng nhiều ha. Bây giờ mới đập nè. Bên này là cái lưng lớn, đập cái búa là từ trên đập xuống như vậy nè ha. Bên này là có một lớp vải thôi. Ok, như này. Bây giờ đang là như vậy ha. Một này. Hai này. Và để như vậy luôn. Không cần lót giấy nha. Thay bị lót giấy nhưng mà không cần. Đấy, nó sẽ ra như vậy. Từ đây cộng lên đây 3 ly ha. Sẽ ra như vậy. Bây giờ mình sử dụng cái kềm chế nè. Cái kềm chế ha. Cái kềm này là chưa chế nè. Và cái kềm này là chế rồi nè ha. Chỉ có kẹp vô vậy thôi. Là cầm kéo cái này lên kéo này xuống thôi. Chứ không có bóp nha. Đó. Đó. Nó sẽ ra như vậy. Cái chiêu rọc mía nè. Rọc từ trên xuống. Thì nó sẽ ra như vậy nè, đều ra như vậy nè, thấy chưa? Đấy. Còn cái phần này dạt nó lên xíu, từ đây tới đây nè, cỡ tầm hơn 1 ly thôi, đấy như vậy thôi. Còn ở đây, đấy, còn ở đây,
xong rồi. Thấy chưa? Bà hiểu chưa? Cái này là bước 1 nè, chữ U. Đây là hình chữ U ha, y gan cái chữ U á ha. Bước 2 nè, bước 3 nè, đây là cừ 2 mét nè. Đấy, ở đây nó có hai cái lìa ga nè. Đây có cái lìa ga, đây có lìa ga nè. Trong khi đó đây có một cái lìa ga, bên này không có nè, thấy chưa? 2 mét với 1 mét là như vậy đấy, hiểu không? Ở đây không có nè, tức là ở đây có 1 mét, đây không có, còn đây có 1 mét, đây có 1 mét là 2 mét, gấp 4 lần, cái này gấp 3 lần, hiểu không? Rồi ok.